đầy tâm huyết, đó chính là nhân vật của khoảnh khắc cuộc đời ngày hôm nay, chị Lê Thị Hoài Hương, người sáng lập Học viện MC Academy. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa của chị và phần kết nối của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Xin mời. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Mỗi một ngày trên HTV9 vào lúc 22 giờ 45 phút, chúng tôi chất chiêu những khoảnh khắc để gửi đến quý vị. Hy vọng là hôm nay chúng ta có một khoảnh khắc rất nhiều ý nghĩa. Xin chào MC doanh nhân Hoài Hương. Chào anh Vũ Thành Vinh. Lâu lắm rồi em mới lại được trò chuyện cùng anh. Và xin được mến chào quý vị khán giả của chương trình Khoảnh khắc cuộc đời. Đầu tiên là anh rất là ấn tượng với cái tên Hoài Hương ấy. Mặc dù anh biết rất là lâu rồi nhưng mà anh chưa có kịp để hỏi. Dạ. Em có thể nói một chút về cái tên của mình không? Dạ, nếu mà nói thì chắc là cơ duyên đầu tiên là mẹ em hồi xưa làm giáo viên. Ở quê của em có một cái bãi biển tên là Hoài Hương. Thì có một cái trường là trường Hoài Hương thì mẹ em đi thực tập ở đó. Thì không hiểu sao mẹ yêu cái trường đó và cái bãi biển đó cho nên lúc sinh em thì mẹ đặt tên là Hoài Hương. Và về sau này không biết là có phải là cái tên nó vận vào người hay không. Này năm 4 tuổi thì ba mẹ em ly hôn và một mình mẹ đưa hai chị em vào trong miền Nam để sống. Thì mọi người cứ nói là cái tên của em tức là nhớ quê hương. Thực ra đằng sau mỗi cái tên á thì bố mẹ cũng hay có những cái kỷ niệm hay là có gửi gắm vào đó, nhưng mà quan trọng là mình làm cho cái tên nó mỗi ngày mỗi đẹp hơn, và như Hoài Hương đã làm được điều đó. Trước mặt chúng ta là một cô gái xinh đẹp mà còn rất là bản lĩnh. Nhắc đến Hoài Hương thì anh sẽ nói là một người tâm huyết và bản lĩnh. Em nghĩ gì về hai điều này anh dành cho em? Dạ, nếu là trước đây thì chắc em không dám nhận, nhưng ở thời điểm này thì em nghĩ là nó đúng với em. Trước tiên là từ tâm huyết. Trong cuộc đời của em á, em làm bất kỳ một điều gì thì em sẽ luôn luôn làm nó đến cùng. Cho nên khi có ai hỏi em rằng là có hối hận gì về những cái việc mình đã làm trong đời hay không thì em hay trả lời là trong từ điển của Hoài Hương không có từ hối hận. Thì em luôn đặt cái tâm huyết vào từng cái việc mình làm như thế. Còn từ bản lĩnh thì cái từ này nó có một chút mâu thuẫn ở từng thời điểm. Nếu như trước đây mọi người sẽ nhìn thấy em là một cô bé khá là mỏng manh từ ngoại hình cho đến là cái tính cách và giao tiếp thường ngày, mọi người sẽ nhầm tưởng em là một người yếu đuối, và cũng đã có thời gian em nghĩ là như vậy. Giai đoạn đầu khi mà em bước vào đời em không có quá tự tin. Thậm chí em còn bị một cái vướng mắc về tâm lý là em khá là tự ti về bản thân mình. Nhưng rồi mọi người không có hiểu tại sao là một cái cô bé như thế mà lại làm được những cái chuyện mà người ta không nghĩ là em làm được. Chứ không phải vì cái chuyện đó nó lớn lao, nhưng mà người ta không hình dung là em sẽ làm cái chuyện đó và làm đến cùng. Thì đến năm nay mà em nghĩ là em cũng bước qua nửa cuộc đời rồi, thì em nghĩ là ở cái từ bản lĩnh có lẽ là phù hợp với mình. Thật ra thì những cái từ mà anh dùng cho em nó không phải do em nói, mà do những gì em đã trải qua và em đã làm được. Người ta công nhận mình thì đó mới là xứng tầm. Trong một cái chặng đường dài như vậy thì chắc chắn rồi Hoài Hương đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc vui có, buồn có. Thì ngày hôm nay Hoài Hương sẽ mang khoảnh khắc gì đến kể cho quý vị khán giả nghe? Trong cuộc đời sẽ có những khoảnh khắc mà cuộc đời đem đến cho chúng ta, và có những khoảnh khắc mà chúng ta chủ động tạo ra. Cho nên hôm nay em sẽ đem đến khoảnh khắc cuộc đời hai khoảnh khắc. Khoảnh khắc đầu tiên là cuộc đời mang đến cho em mà em không có mong muốn. Khoảnh khắc thứ hai là khoảnh khắc em tự tạo ra. Một cái khách quan và một cái chủ quan. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng ta đến với khách quan trước nè. Khách quan đó là năm em 22 tuổi, thì lúc đó em là sinh viên năm cuối của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm đó cũng là cái năm em thi cuộc thi án bàn lần đầu tiên. Thì lúc đó là mọi người nói là cái cổ em nó to quá đi, nhưng mà em cứ kệ. Em nói bây giờ phải thi chứ, bây giờ đã đậu vô được từng vòng rồi, em không có bỏ thi được. Nhưng mà đến khi em dừng chân ở bán kết thì trong cái rủi nó có cái may, thì em phát hiện ra là em bị ung thư. Thì đó thực sự là một khoảnh khắc mà không ai mong muốn cả. Nhưng mà cuộc đời nó để đem đến thì mình phải nhận thôi. Và thực sự đó là một khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời của em. Cái tuổi rất là đẹp, với bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mơ ước, mà lại đang là một cái người đang mong ước trở thành một người dẫn chương trình nữa. Và căn bệnh đã ập lên một cách không ngờ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khi mà em vừa nghe bác sĩ nói về cái tin mình bị ung thư á, anh biết cái lúc đó cái cảm giác của em nó giống như là nó không có thật. Tại vì hồi giờ mình chỉ thấy ung thư ở trong phim ảnh thôi, chứ mình không bao giờ nghĩ là nó sẽ gõ cửa mình và nó đến với mình. Thì lúc đó em đã ngồi một tiếng đồng hồ ở hành lang bệnh viện và em không nói được một câu nào, nước mắt nó cũng không chảy. Em không hiểu, em không diễn tả được cái cảm xúc đó là cảm xúc gì. Giống như là thời gian nó đứng lại và tâm trí của em nó cũng dừng lại ngay khoảnh khắc đó luôn. Và sau một tiếng đồng hồ thì cái người đầu tiên em gọi điện thoại em thông báo đó là cậu của em, chứ em không có đủ can đảm để thông báo với mẹ em. Giống như anh Vinh vừa mới nói, 22 tuổi một độ tuổi quá đẹp với cá nhân em, nhưng nó cũng là một cái sự kỳ vọng rất lớn của mẹ em, một người đã vất vả cả một đời. Mẹ em luôn nói là dù khó khăn như thế nào thì vẫn sẽ cho hai chị em ăn học đến nơi đến chốn, đó là cách duy nhất để thay đổi được cuộc đời và số phận của mình. Nhưng mà 22 tuổi em nhận cái tin đó thì em cảm thấy là giống như mình đang bất hiếu với mẹ mình vậy. Tại sao lại là như bất hiếu với mẹ mình? Cái điều đó nó đến không phải do mình cơ mà. Mà em có suy nghĩ kỳ lắm, tức là trong đầu của em cái đầu tiên là em cảm thấy mình bất hiếu quá. Tại
tại vì đúng ra đây là cái lúc mà mình sẽ ra trường, mình sẽ có công việc, mình sẽ giúp cho mẹ dừng lại cái quãng đời quá vất vả cực khổ của một người phụ nữ tưởng chừng như rất là yếu đuối. Thì mẹ em đã gồng gánh mấy chục năm về kinh tế, thay vì em sẽ đem đến một cái viễn cảnh tốt đẹp cho gia đình của mình, cho mẹ của mình, thì em lại đem đến một cái món quà, đó là con bị ung thư rồi. Cho nên trong đầu của em lúc đó em chỉ nghĩ là em quá bất hiếu nếu như em gọi cho mẹ và nói cái tin này. Hôm đó em chạy về xe máy, ngoài trời không có mưa nhưng mà chắc trong lòng mình có mưa, và nước mắt tự nhiên nó cứ tuôn ra mà nó tạt ra hai bên. Em cảm giác như em đang đi trong một cơn mưa thật sự, và em đã khóc rất là nhiều cái đêm đó. Em chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình khóc nhiều như vậy. Nhưng sau cái cơn khóc đó rồi thì em đã nói với bản thân là Hoài Hương, đây là lần đầu tiên khóc nhiều như vậy và cũng là lần cuối cùng. Tại vì nếu như mà mình yếu đuối thì ai sẽ mạnh mẽ giùm cho mẹ của mình. Cho nên trong suốt hành trình sau khi em phẫu thuật rồi điều trị hậu phẫu, tức là em điều trị với iốt phóng xạ, trong 3 năm sau đó em đã không chia sẻ với bất kỳ ai về căn bệnh của mình. Và ngược lại thì em lại là chỗ dựa của mẹ em trong mỗi lần em vào bệnh viện xạ trị. Bây giờ ngồi lại nhớ về cái khoảnh khắc đó, em có khi nào oán giận số phận không? Không, em nghĩ rằng cuộc đời này không có ai từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi á, mà toàn là những cái sự suôn sẻ. Chúng ta dù cho có sinh ra trong bọc điều thì cũng sẽ phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Thế thì em thấy em may mắn, tại vì em đã được nhận cái khó khăn trước. Người ta gọi là khổ trước xứng sau đó. Vậy là gọi là mình cảm ơn cái khoảnh khắc đó. Rồi sau đó những cái sự cố gắng của em, rồi cùng cái sự may mắn và sự giúp đỡ của bác sĩ đó, thì em đã quay trở lại được 3 năm, có nghĩa là vào độ tuổi khoảng 25. Đúng rồi. Cũng mới bắt đầu bằng người dẫn chương trình. Năm đó là năm 2014, sau khi mà nhận cái kết quả là hoàn toàn hết bệnh, thì em cũng có một số những cái chướng ngại trong lòng. Tại vì én vàng là một thời thanh xuân của em, là khát khao tuổi trẻ của em. Nhưng mà em có nhiều cái nỗi sợ trong lòng. Đã có một người cô giáo của em đã nói với em rằng là hãy khép lại cái hành trình đau khổ vừa qua của con đi. Hoài Hương ngày hôm nay là một Hoài Hương mới rồi. Hãy mạnh dạn lên bước vào cuộc thi và chứng tỏ, nói cho thế giới con là ai, không cần phải kể về bệnh của mình, nhưng hãy nói với họ là Hoài Hương mạnh mẽ như thế nào. Thì chính từ cái câu nói của người cô giáo đó đã giúp cho em mạnh mẽ đăng ký én vàng năm đó, và em đã về đích ở giải ba. Khoảnh khắc mà đầu tiên mà Hoài Hương chọn lựa đó là khoảnh khắc khách quan đến, mình không được chọn lựa. Bây giờ khoảnh khắc mà em chọn lựa là khoảnh khắc gì? Là khoảnh khắc gần đây nhất. Thời điểm em làm nghề tròn 10 năm thì một cái cơ duyên nó đã đến, khi mà em được mời vào vị trí huấn luyện viên cho các cuộc thi về MC, thì em dùng hết những gì em có để giúp cho các bạn học trò của em, chứ em cũng không nghĩ mình là một cái người cô giáo hay gì cả. Nhưng mà chắc là cái duyên nó đến thì các bạn lại xin đến nhà em học. Em có một cái lớp học nhỏ tại nhà. Lúc đó ông xã em, ảnh đang là quản lý của một cái tập đoàn về Anh ngữ. Ảnh đi làm về tự nhiên ảnh chứng kiến cái buổi học, ảnh mới nói là anh thấy em có khiếu làm cô giáo đó, tại vì anh là dân ngoại đạo mà anh nghe cái phần bài giảng của em anh cũng hiểu và anh có thể làm theo. Nhưng quan trọng hơn hết, anh thấy rằng em giảng bài em say mê như cái lúc em đứng ở trên sân khấu én bài. Và học trò của em khi mà nhìn vào mắt của các bạn, anh thấy là giống như nuốt từng chữ mà em đang nói. Và với một người làm kinh doanh về giáo dục thì đây chính là một sản phẩm tốt. Và đó là cái khoảnh khắc mà ảnh đã nói rằng hay là bây giờ vợ chồng mình sẽ thành lập một cái trường dạy về MC chuyên nghiệp đi. Thì thật ra là em gọi là chụp ngay cơ hội đó luôn á. Tại vì trước đó em cũng đã rất là muốn làm cái điều đó, nhưng mà em không đủ cái tiềm lực. Và thật ra mình là người làm về chuyên môn, chứ mình không có khả năng về kinh doanh, tổ chức một cái mô hình trường học. Cho nên với kinh nghiệm của ông xã cũng như là cái tiềm lực thì em đồng ý ngay. Sau đó là hai vợ chồng bắt tay lên kế hoạch cho MC Academy, học viện đào tạo người dẫn chương trình. Thì em nghĩ đó là một khoảnh khắc là do mình tạo ra, chứ không phải do cái gì nó đưa đẩy hết. Trước tiên là chúc mừng học viện MC Academy ra đời. Đúng là một cái tâm huyết rất là lớn của Hoài Hương, truyền cái lửa nhiệt huyết làm nghề cho các bạn, nhất là các bạn trẻ, đúng không? Và em nói một chút về thành quả học viện của mình đã giành được trong thời gian vừa qua. Tính của em thì từ trước đến giờ em hay làm và để cho mọi người nhìn vào, nhưng mà hôm nay anh Vinh đã cho phép thì em cũng em sẽ khoe một tí. MC Academy đã bước sang năm thứ 3 rồi. Hiện nay thì các bạn MC ở MC Academy, các bạn đã ra làm nghề khá là nhiều, thì các bạn cũng đã xuất hiện đều đặn trên các kênh truyền hình lớn của VTV, HTV và nhiều đài. Rồi mảng event các bạn cũng được khách hàng rất là tin tưởng. Thì nếu mà nói một chút về cái tâm huyết này á, thì em cũng muốn chia sẻ sâu hơn một chút. Tức là từ trước đến giờ người ta xây dựng cái mô hình đào tạo người dẫn chương trình cũng có rồi, chứ không phải MC Academy là nơi đầu tiên. Nhưng mà đa số thì mọi người xem đó là một cái kỹ năng mềm, và mình học cái khóa ngắn hạn, và nếu như có duyên thì sẽ theo nghề, mà không thì thôi. Nhưng mà em thì không có tư duy theo hướng đó. Tại vì 10 năm trước khi em bắt đầu công việc này, một trong những cái khó khăn em gặp phải đó là về mặt chuyên môn. Lúc đầu em nghĩ em là một người có khiếu, tại mẹ em là giáo viên dạy văn và em cũng học
học giỏi văn, nhưng mà đến khi bước vào nghề em mới thấy là văn chương thôi nó chưa có đủ để có thể làm MC, và muốn học những cái kỹ năng khác thì em không biết học ở đâu cả. Cái câu hỏi lớn trong đầu em là tại sao ngành nghề nào cũng có trường đào tạo mà riêng nghề MC nó hay như thế, nó đẹp như thế mà người ta không thành lập trường đào tạo để cho mình đi học. Cho nên từ lúc đó là trong đầu em đã có một cái ước mơ lớn mà em nghĩ là khá táo bạo. Em nghĩ là một ngày nào đó em đủ tiền, đủ chuyên môn và đủ sức ảnh hưởng, em sẽ mở một cái trường đào tạo chuyên nghiệp về nghề MC. Trong mười mấy năm em phải cố gắng để làm sao mình trở nên giỏi trong chính cái công việc của mình trước. Thì ở MC Academy có hai cái nhánh đào tạo chính là MC và kỹ năng nói dành cho người đi làm. Thì ở mảng MC, em xây dựng chương trình đào tạo 5 cấp độ, còn người đi làm là 2 cấp độ, và các bạn sẽ học theo từng cấp độ đi lên, chứ không phải là học một cái khóa ngắn rồi sau đó không có học nữa. Em xây dựng một cái phương pháp đào tạo mang tên là cá nhân hóa, với một cái quy chuẩn về đào tạo, cũng như là một phương pháp học dành cho tất cả học viên mang tên là 6 metric step, tức là 6 bước quy chuẩn. Thì em muốn chia sẻ sâu cái chỗ này để thấy rằng cái sự khác biệt của MC Academy á, là bởi vì đã gọi là đào tạo thì bắt buộc nó phải có phương pháp, nó phải có chương trình đào tạo, chứ không thể nào chỉ là cái kinh nghiệm của mình vào mình chia sẻ. Khi mà em xây dựng một cái sự khác biệt như thế về cái mặt đào tạo cho MC Academy thì nó tạo ra được cái chất lượng về mặt đào tạo. Anh có một lần coi một cái clip thấy em tổng kết năm thứ hai, có một đoạn em suýt khóc, bởi vì những cái gì mà mình suy nghĩ đôi khi nó không đúng giống cái ý của mình, đôi lúc nó muốn bỏ, không biết mình có đi đúng con đường không, nhưng em nói giống như là mình cố gắng hết sức thì ông trời ông nghe được. Anh cảm nhận được cái tâm huyết của em rất là nhiều. Em nói gì cái cảm xúc mà em đã chia sẻ trong cái buổi tổng kết đó? Đó là một khoảnh khắc vào lễ kỷ niệm 2 năm thành lập MC Academy. Chính trong cái buổi đó em muốn trải lòng với tất cả những ai đã đồng hành với MC Academy 2 năm qua không hề dễ dàng với cá nhân em, với ông xã em cũng như là tập thể MC Academy. Bởi vì á, năm 2019 là năm đầu tiên MC Academy ra đời. Năm đầu tiên thì anh Vinh biết là doanh nghiệp nào hay thương hiệu nào nó cũng sẽ là một cái sự mới mẻ, và để được thị trường chấp nhận, được học viên chấp nhận là một cái điều không hề dễ dàng, và hai vợ chồng của em cũng phải rất là cố gắng. Đặc biệt là cái đặc thù của nghề MC còn khó nữa. Dạ đúng rồi. Đến năm 2020 thì dịch bệnh bắt đầu đến, người ta bắt đầu thắt chặt chi tiêu lại, các sự kiện họ cũng không có tổ chức được, mà đối tượng chính của bên em lại là sinh viên, là những người trẻ, cho nên tài chính của họ cũng không phải là quá tốt. Vợ chồng em đã có những lúc tưởng chừng như là không thể vượt qua được, mà ông xã của em thì lại là một người làm kinh doanh. Có những lúc anh nói với em vậy nè, nếu trong vòng 3 tháng nữa mà tình hình kinh doanh vẫn như thế này thì anh sẽ nghĩ anh không có làm nữa. Nhưng mà rồi anh lại hỏi em rằng là em có muốn đi tiếp không, thì em nói em chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại. Vậy thì với tất cả những gì Hoài Hương làm, chúng ta cùng nghe những học trò của cô ấy chia sẻ để thấy được rằng đó cũng là động lực để cô ấy đi tiếp. Em xin chào chị và em xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Từ khi mà chính thức trở thành học trò của chị thì em thấy là em yêu mến không chỉ là bởi vì sự kiên cường và bản lĩnh của chị, mà còn về sự tâm huyết, sự chỉnh chu và nghiêm túc đối với nghề của mình. Bản thân của Khánh Tường khi mà mới bắt đầu theo đuổi công việc MC cũng giống như là nhiều bạn trẻ khác thôi. Mình chỉ nhìn thấy hào quang của nó, mình chỉ thấy một bức tranh toàn là màu hồng không thôi. Và chính chị Hoài Hương là người đã giúp cho Khánh Tường biết được là bức tranh đó còn có nhiều gam màu khác nữa. Thời điểm mà em gặp chị Hương cũng là thời gian mà em gặp phải khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Nhưng mà khi tới với MC Academy và chị Hương thì thật sự là em đã tìm được niềm đam mê của mình. Em cảm ơn chị vì cách đây 2 năm khi em lần đầu tiên gặp chị, ngọn lửa đam mê trong em rất lớn, nhưng lúc đó em rất bế tắc. Nhưng chị là người đã cho em niềm tin đó để em dám thử. Chị chân thành trong cách mà chị nói, chị truyền tải những bài giảng, không chỉ nó giúp ích cho tụi em trong nghề của mình sau này mà còn giúp ích cả trong cuộc sống của tụi em. Và trong cuộc đời thì em luôn luôn cố gắng nỗ lực theo đuổi hình mẫu người phụ nữ giống như chị Hương, mạnh mẽ, bản lĩnh, trí tuệ và giàu yêu thương. Bản thân em cảm thấy rất hạnh phúc vì được chị dạy dỗ. Rất là tự hào khi mà được là học trò của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Với tôi, Hoài Hương là một cô em đồng nghiệp rất dễ thương. Ở Hoài Hương có một đam mê bỏng cháy với nghề người dẫn chương trình, và đam mê ấy đã biến thành nghị lực để giúp Hoài Hương vượt qua được những rào cản của bản thân, thậm chí chiến thắng cả căn bệnh nan y để có được những thành công nhất định. Và điều mà tôi trân quý nhất ở Hoài Hương đó là với đam mê cũng như kinh nghiệm của mình, Hoài Hương đã khao khát được chia sẻ và giúp đỡ thế hệ trẻ có đam mê với công việc này để các bạn có cơ hội được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp nhất. Khang thấy ở Hương đó là một người phụ nữ sống đầy hoài bão, đam mê và rất là tình cảm. Một trong những cái ấn tượng của mình về Hoài Hương qua nhiều lần tiếp xúc thì Hương là một cô gái rất là bản lĩnh và luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Nếu mà đã có một cái niềm đam mê nào đó thì sẽ theo đuổi đến cùng. Khi mở một cái lớp học thì cái điều quan trọng là Hương và ông xã không chỉ truyền một cái niềm đam mê và dẫn chương trình cho những bạn trẻ,
mà thổi cho họ một cái ngọn lửa để họ có theo đuổi được cái nghề này. Có thể xuất phát điểm của mỗi người khác nhau, nhưng điều quan trọng chung là tất cả những người đến với Hương á, thì có những bạn gia đình cũng khá là khó khăn, nhưng mà Hương vẫn nỗ lực, vẫn giúp đỡ cho các bạn ấy có thể theo đuổi được những khóa học đến trường. Chúc Hoài Hương ngày càng thành công hơn nha. Nào cô giáo, suy nghĩ học trò mình chia sẻ thì cảm xúc em thế nào? Thật sự em cảm thấy rất là xúc động. Tại vì em nghĩ là trong tất cả những cái tính từ mà các bạn vừa mới chia sẻ thì em thích nhất cái từ là giàu sự yêu thương. Em nghĩ rằng là dù cho sau này, dù có bất kỳ cái khoảnh khắc gì, biến cố gì, thì em sẽ vẫn giữ tình yêu thương trong cái cách sống và cái cách mà mình đối đãi với cuộc đời. Nếu mà nghe kỹ các học viên chia sẻ, họ không chỉ nói về cái cách làm nghề không, mà còn cái cách hành xử, cái cách sống, cái cách vượt qua cả những khó khăn. Và cô giáo Hoài Hương thì cũng đã trải nghiệm qua cả các cung bậc cảm xúc đó. Và các em đến với cô ngoài việc kỹ năng để trở thành một người kết nối với rất nhiều người, thì cho mình thêm cái tình cảm, cái cảm xúc sống tốt và vượt qua những nghịch cảnh. Mặc dù là chúng ta đã trải qua rất là nhiều khó khăn, nhưng khi nhìn em với cái nghị lực, với cái nụ cười, với sự tin yêu vào cuộc sống, thì anh vẫn thấy cuộc sống rất là đáng sống. Và ngày hôm nay một cuộc chia sẻ ấm áp, ngắn nhưng mà cho chúng ta rất là nhiều thông điệp về cuộc sống, về nghị lực, về những nghịch cảnh bằng sự đam mê, bằng sự quyết liệt và bằng tình yêu thương, chúng ta có thể vượt qua cuộc sống. Rồi mỗi người sẽ có những cái hướng đi của mình, nhưng mà cuối cùng thật ra là hạnh phúc và đích đến của mọi người. Tôi nhìn thấy cô gái trước mặt đã chọn cho mình hạnh phúc để làm nghề và hạnh phúc khi truyền lại những cái kinh nghiệm. Chúc cho em sức khỏe này, nhiệt huyết và rất nhiều những cái hoài bão sắp tới cho học viện MC Academy được thành công. Em cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Cảm ơn Hoài Hương rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành với Khoảnh Khắc Cuộc Đời trên HTV9 vào lúc 22 giờ 45 phút mỗi ngày. Và chúng tôi hứa và cam kết sẽ chọn những khoảnh khắc ý nghĩa để chất chiêu mang đến quý vị khán giả, và mong là quý vị đón nhận để có những khoảnh khắc bình an và ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.